Từ ngày 10 tháng 10 tới đây, lối lên xuống kết nối đường vành đai 3 trên cao với đường dưới tại khu vực Hồ Linh Đàm sẽ hoàn thành. Việc này sẽ rút ngắn quãng đường cho các lái xe, giảm thiểu áp lực giao thông tại khu vực Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Hữu Thọ vào các khung giờ cao điểm. Cuối năm 2019, cầu vượt thấp nằm cạnh đường vành đai 3 trên cao Bắc qua Hồ Linh Đàm chính thức được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 341 tỷ đồng. Dự án gồm hai cầu đi thấp với tổng chiều dài gần 542 m, chiều rộng mỗi cầu 13 m, bố trí hai nhánh kết nối với đường vành đai 3 trên cao với tổng chiều dài gần 555 m, bề rộng mỗi cầu 7 m. Dự án cầu vượt Hồ Linh Đàm khi đưa vào khai thác kỳ vọng sẽ kéo giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Hữu Thọ và đoạn đường giải phóng nước ngầm, giúp quá trình đi lại của người dân ra cửa ngõ phía Nam thành phố được thuận lợi, thông suốt hơn.